Huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình được thành lập từ năm 1969 trên cơ sở sáp nhập hai huyện Duyên Hà, Hưng Nhân và 5 xã của huyện Tiên Hưng cũ với 33 xã và 2 thị trấn. Tổng diện tích đất tự nhiên là 20.041,9 ha, dân số trên 26 vạn người. Long Hưng xưa, Hưng Hà ngày nay vốn là vùng đất cổ nhất của tỉnh Thái Bình. Việc phát hiện một số mảnh vỡ của khuôn đúc và hai chiếc trống đồng cỡ lớn thuộc thời kỳ văn hóa Đông Sơn tại xã Minh Tân, cùng một số ngôi mộ cổ thời Hán tại các địa danh khác đã khẳng định cách đây 3.000 năm, vùng đất Hưng Hà đã có cư dân sinh sống. Là vùng đất cổ xưa nhất của Thái Bình, trải qua các thời kỳ lịch sử, có thể khẳng định Hưng Hà thực sự là vùng địa linh nhân kiệt, một miền quê huyền thoại, một miền quê gắn liền với những sự kiện, những danh nhân, danh tướng làm rạng danh quê hương, đất nước. Ngay từ những năm 40 của thế kỷ thứ nhất, tại Hưng Hà, Vũ Thị Thục đã dấy binh tụ nghĩa cùng hai bà Trưng đánh quân Đông Hán, đền nợ nước, trả thù nhà. Vũ Thị Thục, người nữ tướng tài ba xuất sắc nhất, được hai bà Trưng phong chức Đông Nhung Đại Tướng Quân. Di tích quốc gia đền Tiên La, Buộm Dẫy tại hai xã Đoan Hùng, Tân Tiến, nơi dấy binh và cũng là nơi bà lẫm liệt hy sinh, hàng ngàn năm nay vẫn không tắt khói hương. Lễ hội hàng năm được tổ chức từ ngày 10 đến ngày 20 tháng 3 âm lịch, đã thu hút hàng vạn lượt khách thập phương về dâng hương tưởng niệm, ngưỡng mộ tri ân người liệt nữ, bắt nạn tướng quân, người cứu nạn cho dân, và chiêm bái vẻ đẹp huyền thoại, linh thiêng của khu di tích. Thế kỷ thứ 6, tại xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà, nơi quê hương mình, Lý Bí đã dựng cờ khởi nghĩa đánh đuổi giặc Lương ra khỏi bờ cõi, tự xưng Vương Lý Nam Đế và lập nên nhà nước Vạn Xuân, ghi dấu son không phai bờ trong lịch sử dân tộc. Đình làng Cổ Trai xã Hồng Minh là di tích lịch sử cấp quốc gia thời Lý Nam Đế. Lễ hội Đình Đền Cổ Trai diễn ra từ ngày 10 tháng 3 âm lịch. Dân gian vẫn có câu Cổ Trai ra, Tiên La vào, như nối tiếp mạch nguồn văn hóa tâm linh của vùng đất thiêng Long Hưng, Hưng Hà vậy. Thế kỷ thứ 10, Đinh Bộ Lĩnh dấy binh dẹp loạn 12 sứ quân. Mẹ Đinh Bộ Lĩnh là Đàm Thị đã cùng hai tướng Nguyễn Bạc, Đinh Điền trực tiếp ra trận giúp con dẹp loạn. Do tuổi cao, bà lâm bệnh qua đời tại xã Độc Lập, Hưng Hà. Vua Đinh Tiên Hoàng đã cho xây lăng mộ và miếu thờ thân mẫu tại thôn Lộc Thọ, xã Độc Lập với sắc phong Thánh Hậu Đinh Mẫu. Dưới thời nhà Lý, ba anh em họ Lưu ở xã Canh Tân, Hưng Hà được coi là trụ cột của triều đình. Trong đó, Thái úy Lưu Khánh Đàm và Thái phó Lưu Ba là người đầu tiên dâng biểu hiến kế sách trình vua Lý Thái Tổ rời đô từ Hoa Lư về kinh thành Thăng Long.
Khi các ông qua đời, vua Lý đã tổ chức quốc tang, đưa về quê mai táng và cho xây đền và chùa báo quốc tại thôn Lưu Xá, xã Canh Tân để muôn dân phụng thờ, tri ân công đức. Đền Lưu Xá và chùa báo quốc là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Hàng năm từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 2 âm lịch, tại khu di tích này, lễ hội diễn ra khá trang trọng với quy mô ngày càng lớn, thu hút khách thập phương ngày một đông. Đặc biệt, lịch sử Việt Nam đã ghi nhận công lao to lớn nhất, hiển hách nhất của triều đại nhà Trần 1225-1400. Các bộ quốc sử thời Lê, Nguyễn như Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Việt Sử Thông Giám Cương Mục, Kiến Văn Tiểu Lục, Đại Nam Nhất Thống Chí đều ghi chép và khẳng định Long Hưng xưa, Hưng Hà ngày nay là nơi phát tích dựng nghiệp của vương triều Trần. Bởi Long Hưng, Hưng Hà, Thái Bình chính là nơi mà Trần Hấp đã di rời mộ cha là Trần Kinh từ Tức Mặc, Nam Định về táng tại đây. Và cũng chính trên đất Long Hưng, Hưng Hà, kể từ sau Trần Hấp, các liệt tổ nhà Trần như Trần Lý, Trần Thừa, Trần Hoàng Nghị, Trần Thủ Độ, Trần Thị Dung, Trần Cảnh được sinh ra trên mảnh đất linh thiêng này. Bởi cũng chính mảnh đất Long Hưng, Hưng Hà, nhà Trần đã phát triển khá mạnh cả về chính trị, kinh tế, quân sự, là chỗ dựa chính của nhà Lý lúc suy vị. Để từ đây, Trần Thủ Độ từng bước làm cuộc chuyển giao quyền lực từ nhà Lý sang nhà Trần, một cuộc chuyển giao có 102 trong lịch sử. Trên vùng đất thiêng Hưng Hà đã từng chứng kiến sau mỗi lần chiến thắng quân Nguyên Mông cũng như sau các cuộc trận đánh quân Chiêm Thành bảo vệ biên ải phía Nam thắng lợi, các vua Trần đều về đây làm lễ cáo yết tổ tiên báo tiệp chiến thắng. Đặc biệt, trong lễ báo tiệp chiến thắng quân Nguyên lần thứ 3, đức vua Trần Nhân Tông đã cảm khái đọc hai câu thơ bất hủ: Xã Tắc Lưỡng Hồi Mao Thạch Mã, Sơn Hà Thiên Cổ Điện Kim Âu. Nghĩa là đất nước hai phen chồn ngựa đá, non sông nghìn thuở vững âu vàng. Long Hưng, Hưng Hà cũng là nơi yên nghỉ vĩnh hằng, nơi lưu giữ hải cốt của các bậc liệt tổ nhà Trần như Trần Kinh, Trần Hấp, Trần Lý, Thái Thượng Hoàng, Trần Thừa. Các vua đầu triều và hoàng thân quốc thích nhà Trần: Thọ Lăng, Chiêu Lăng, Du Lăng, Đức Lăng tại Hưng Hà đã khẳng định nơi đây là tôn miếu của nhà Trần xưa. Vẫn còn đó ba lăng mộ của ba vua đầu triều: Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông sừng sững tại thôn Tam Đường, xã Tiến Đức. Đền thờ và lăng mộ Thống Quốc Thái Sư Trần Thủ Độ, Linh Tử Quốc Mẫu Trần Thị Dung tại xã Liên Hiệp, đền thờ Đức Trần Hoàng Nghị Đại Vương tại xã Thái Phương cùng nhiều di tích, phế tích tại các địa danh khác trong huyện. Chính bởi Long Hưng, Hưng Hà, Thái Bình là nơi phát tích dựng nghiệp, nơi đặt tôn miếu nhà Trần, nên những năm qua, các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước, Quốc hội như Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương,
nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải, các Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng, Ủy viên Bộ Chính trị đã về dâng hương tưởng niệm các vua Trần. Đặc biệt tháng riêng năm 2010 và tháng riêng năm 2012 vừa qua, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã về dự đánh chống khai mạc lễ hội đền Trần Thái Bình tại xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà. Các đồng chí đều phát biểu và khẳng định nơi đây, nơi phát tích dựng nghiệp của vương triều Trần. Hàng năm, hàng chục vạn lượt khách thập phương từ khắp mọi miền của Tổ quốc đã về dâng hương tưởng niệm tri ân các vua Trần. Tại xã Đông Đô còn lưu giữ được quần thể di tích thời Lê Sơ, đình, đền, chùa Đô Kỳ, nơi thờ quốc mẫu Ngô Thị Ngọc Giao, mẹ của vua Lê Thánh Tông. Và đây là nơi sinh ra ông, vị vua anh minh nhất triều đại nhà Lê. Các tướng Đinh Lễ, Đinh Liệt, Đinh Bồ là ba trụ cột của triều Lê. Ba trong số 18 người có mặt tại hội thề Lũng Nhai ở cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Đền thờ và lăng mộ vua Lê, thôn Mẽ, thị trấn Hưng Nhân thờ bốn vị vua thời hậu Lê: Lê Tương Sực, Lê Chiêu Tông, Lê Công Hoàng, Lê Trang Tông. Tại đây còn lưu giữ một bia đá cổ cao hơn 3 mét, chứa đựng nhiều điều bí ẩn mà các nhà sử học, khảo cổ học đã và đang tiếp tục nghiên cứu. Hưng Hà còn là vùng đất giàu truyền thống văn chương khoa bảng. Tại Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội vẫn lưu danh trên bia đá 21 vị Đỗ Đại Khoa. Trong số 111 người của Thái Bình và 3.000 người của cả nước, hai người Đỗ Tam Nguyên ở Thái Bình đều là người ở Hưng Hà. Đó là Phạm Đôn Lễ, Đỗ Tam Nguyên Trạng Nguyên đầu tiên trong lịch sử khoa cử ở thế kỷ 15 và Tam Nguyên Bảng Nhãn Lê Quý Đôn, nhà bác học đầu tiên ở thế kỷ 18 của đất nước. Khu di tích thờ nhà bác học Lê Quý Đôn và thân sinh ra ông là Lê Phú Thứ tại thôn Đồng Phố, xã Độc Lập đã nhiều lần được đón tiếp các vị lãnh đạo đảng, nhà nước về dâng hương tưởng niệm. Đây còn là kho lưu giữ, giữ gìn nhiều tài liệu khoa học soi đường học vấn và mở khai trí tuệ cho tương lai. Tư tưởng của nhà bác học Lê Quý Đôn: phi nông bất ổn, phi công bất phú, phi thương bất hoạt, phi trí bất hưng, vẫn còn nguyên giá trị trong cuộc sống đương đại. Xuôi dòng sông Luộc về thôn Hải Triều, xã Tân Lễ, nơi thờ Tam Nguyên Trạng Nguyên Phạm Đôn Lễ, ông tổ nghề dệt chiếu hới và lễ nghi học sĩ Nguyễn Thị Lộ, người bạn đời của danh nhân văn hóa Nguyễn Trãi.
Trong các cuộc kháng chiến cứu quốc, Hưng Hà là miền quê ghi đậm nhiều kỳ tích mà sử sách dân tộc còn lưu truyền. Những thủ lĩnh yêu nước trong phong trào chống Pháp như Đốc Nhưỡng, Bang Tốn, Kỳ Đồng, Nguyễn Văn Cầm, vân vân. Năm 1929, chi bộ Cộng sản Thần Duyên là một trong những chi bộ ra đời sớm nhất của Đảng bộ tỉnh Thái Bình. Kỳ thời lãnh đạo phong trào chống đế quốc phong kiến giành chính quyền cách mạng. Tại xã Chí Hòa còn lưu giữ được trường Vị Sĩ, trường giáo dục Cộng sản đầu tiên ở Thái Bình, được thành lập từ năm 1927. Đi qua các cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc, không có một gia đình nào không có đóng góp sức người, sức của cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Kết thúc chiến tranh, Hưng Hà có gần 6.000 người con ưu tú xông pha chiến trường và mãi mãi không trở về. 3.484 thương bệnh binh, 257 bà mẹ Việt Nam anh hùng. Cán bộ và nhân dân huyện Hưng Hà và 8 xã được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ của huyện sừng sững uy nghi là biểu tượng ghi nhận ý chí anh hùng cách mạng của đất mẹ Hưng Hà, địa linh nhân kiệt. Trang sử của miền quê Hưng Hà là huyền thoại đã từng được tạo nên bởi những sự kiện, những con số, những dấu ấn và cả những công trình mang tầm thời đại. Không những vậy, Hưng Hà còn là huyện có nhiều nghề truyền thống, chiếu hới xã Tân Lễ, nghề mộc ở làng Vế xã Canh Tân, làng Diệc xã Tân Hòa, nghề dệt Phương La xã Thái Vương, mây tre đan Chi Lăng. Đây là những nghề được lưu giữ từ hàng ngàn đời nay. Đặc biệt, nghề dệt hiện nay không chỉ ở làng Phương La mà phát triển ra nhiều xã trong huyện. Làng Phương La, xã Thái Vương đã xuất hiện nhiều nghệ nhân với bàn tay vàng mà tiêu biểu là nghệ nhân anh hùng lao động Trần Văn Sen, là hậu thế của Đức Hoàng Nghị Đại Vương, theo giả sử là người sinh ra Trần Thủ Độ. Hiện nay, toàn huyện có 45 làng nghề và 3 xã nghề. Miền quê Hưng Hà là nơi hội tụ của khí thiêng sông núi, vùng đất còn nhiều bí ẩn và linh thiêng, có bề dày lịch sử, văn hóa, văn hiến. Hiếm nơi nào có được. Hưng Hà còn lưu giữ được 252 di tích, chiếm trên 1/4 tổng số di tích của toàn tỉnh. Trong đó có 23 điểm di tích cấp quốc gia và 69 di tích cấp tỉnh. Hiện nay, các di tích trọng điểm đã và đang được quy hoạch, mở rộng quy mô, xây dựng các hạng mục và những điều kiện cần thiết để Hưng Hà sẵn sàng hội nhập và phát triển. Cán bộ và nhân dân Hưng Hà đã và đang tiếp tục khám phá, khai thác, phát huy giá trị của hệ thống di sản, phát triển du lịch, văn hóa, tâm linh. Hưng Hà, một miền quê huyền thoại, điểm đến của du lịch, văn hóa, tâm linh đang hứa hẹn nhiều sự tốt lành ở phía trước. Đèn trần sáng lung linh, quê hương vui mở hồn. Trong từng khúc dân ca em hát t
trên quê hương huyền thoại. Làng nghề tiếng thoi đưa râm ran như bờ hồi, nghe vọng tiếng ca xưa trong bài hát hôm nay em hát.